Những ngày này, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị cũng đang rất nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Trong cuộc chiến vượt lên mọi khó khăn, những câu chuyện về sự sẻ chia được lan tỏa tới khắp mọi nơi, tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch. Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Quyết đã đạp xe đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ để trao tận tay số tiền 500.000 đồng. Ủng hộ cơ sở cách ly của huyện. Gia đình còn nhiều khó khăn, thế nhưng với tinh thần của ít lòng nhiều, bà vẫn chắt chiu, dành dụm và mong muốn đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện nhà. Gia đình tôi cũng không phải là khá giả trí, nhưng mà tôi cảm thấy là mỗi người chúng ta trong xã hội, mỗi người góp chung tay góp sức, mỗi người một ít thì là cùng mau chóng đẩy lùi bệnh dịch. Với tinh thần tương thân tương ái, xuất phát từ trái tim, nhiều cá nhân tập thể tại tỉnh Quảng Trị đã ủng hộ hàng tấn rau, củ quả, nhu yếu phẩm tới các điểm cách ly tập trung và chốt gác biên phòng, giúp các cán bộ, chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Và người dân đang cách ly cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Mỗi chị em thì người thì bông chuối, người thì quả bầu, người thì trứng gà, trứng vịt và gạo thì đã ủng hộ, mong muốn được góp một phần nhỏ của mình vào cái việc phòng chống dịch, cũng đẩy lùi cái dịch COVID-19. Theo cái tiêu chuẩn ăn của bộ phòng quy định là 57.000, thì để bảo đảm cho bà con ăn uống đủ dinh dưỡng thì cũng tương đối khó khăn. Rất vui mừng cho đơn vị là trong cái thời gian qua thì được nhận cái sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa, rồi là bà con nhân dân cũng là giúp đỡ cho các loại nhu yếu phẩm, rồi rau củ quả để tăng cường thêm cái chất lượng bữa ăn. Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân cả nước. Khi các chiến sĩ, y bác sĩ đang căng mình ở tuyến đầu chống dịch, thì mỗi người dân lại càng ý thức cao hơn trách nhiệm hậu phương, ủng hộ mọi mặt cả về sức người, sức của để cùng góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.